chào mừng các bạn cùng mình quay trở lại với S Channel. Nhắc tới iPhone là chúng ta sẽ nhắc ngay tới linh hồn, đó chính là nền tảng hệ điều hành iOS. Hay là các bạn dạo gần đây cũng có thể bắt gặp những chiếc iPhone mang giao diện của Android thông qua tweak có tên là Android Rios ở trên CDA.vn. Nhưng ngày hôm nay thì mình sẽ mang tới cho các bạn về một chiếc iPhone, cụ thể là iPhone 7 Plus, chạy cho mình là một giao diện hoàn toàn rất là độc và lạ, đó chính là Win XP. Và video ngày hôm nay thì chúng ta cùng trải nghiệm xem Win XP trên iPhone 7 Plus thì nó có mượt mà hay không nhá. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào giao diện của Win XP cho các bạn xem này. Đó, mình có ở đây là một cái icon iBox này. Mình ấn vào. Ui, đấy, Win XP của mình đang chạy các bạn nhá. Rất tiếc là mình không hiểu sao Win XP của mình tăng âm lượng lên rồi mà nó vẫn không hề có tiếng khi vào khởi chạy vào. Đó, khá là đáng tiếc. Rất hay. Các bạn chỉ cần lắc nhẹ chiếc iPhone là tự động bàn phím nó sẽ tụt xuống. Rất hay. Đó, con chuột đã xuất hiện rồi. Không biết là A10 Fusion và RAM 3GB trên iPhone 7 Plus có giúp chúng ta trải nghiệm Win XP nó mượt mà hay không? Wow, đây, mình đang vào rồi. Windows XP Professional. Ui, lâu lắm rồi mình mới nhìn lại được cái bộ giao diện này. Khởi động lâu thế. Ôi dồi, sau một thời gian chờ đợi thì nó vẫn chưa lên các bạn ạ. Rất lâu. Mà các bạn nhớ nhá, cách di chuyển mũi tên ở Windows XP này, cái bản này của mình là phải di bằng ngón tay trên màn hình chứ không phải là cảm ứng đâu nhá. Nó không chạy theo cảm ứng đâu, mà phải di này, di rất chậm. Mình vẫn chưa thấy nó lên giao diện màn hình chính. Giao diện desktop đâu rồi, nhanh lên. Đây rồi. Đúng rồi, đây. Cái thanh start của mình đã thấy rồi đây này. Cái nút start này mình sẽ kích thử vào nhá. Chạm nhẹ này. Đó, vậy là đã lên rồi. Ui, đơ quá nhờ. Trên 7 Plus mà còn đơ như này. Mình thử vào My Computer xem nó có cái gì thú vị không. Mình di lên đây. Ôi dồi ôi, dùng 7 Plus siêu chậm luôn. Đó, mình đã vào giao diện My Computer rồi. Nó đang hiện lên cái chổi quét ở đây này. Ôi dồi ôi, A10 Fusion nhanh như thế mà chạy Windows XP còn chậm như này. Chắc có lẽ tí mình phải tăng speed của video lên một tí, đợi nãy giờ không vào được một cái file. Ồ, đây chúng ta có pen này. Ồ, chúng ta có cái máy tính. Lại ra rồi. Chậm quá. Bỏ chuột ra cái nó lại áo. Ôi giời ơi. Phải từ từ các bạn nhá. Đây mình vào pen này. Đợi mình tí, vào pen. Lên. Khó quá. Đây rồi, để xem nó hiện được lên không. Mình cứ cho nó chạy đa nhiệm thoải mái để xem là RAM 3GB nó có khỏe không. Rồi hồi xưa mình dùng 256MB mình còn thấy mượt, bây giờ RAM 3GB mà chậm thế. Nó không lên được này. Bây giờ đang lên rồi. Pen của mình đã lên rồi đấy. Chúng ta thử vẽ thử nhá. Nó lên rồi. Chúng ta đã có phần công cụ vẽ của pen ở đây. Đó, rất là đầy đủ giống như là Win XP. Mình sẽ vẽ thử cho các bạn xem. Lâu lắm rồi mình không xài pen. Cái DPI của con chuột này siêu chậm. Đó, mình sẽ sơn thử xem nó có được không. Khó quá. Không làm sao full được. Đây. Phải giữ này. Không thể làm được. Mình chịu thua rồi. Phần pen này có lẽ rồi mình chịu thua không thể vẽ được đâu. Mình sẽ tắt nó đi. Nó chậm quá. Đó, mình thoát ra. Lại ấn nhầm vào cái phần phóng to rồi. Đó, bây giờ mình vào thử cái tính toán đi để xem rằng liệu rằng Win XP nó có tính chuẩn hay không. Đó, vào tính toán đi. Vào thử máy tính để xem là 1 cộng 1 liệu nó có bằng 2 hay không. Đó, mình thử cộng cho các bạn xem nhá. Dấu cộng đây rồi, mình tìm thấy dấu cộng rồi. Cộng. Đâu rồi, không có gì à? Cộng 1. Cứ ghi hoài đây. Nhầm đó rồi, 12 đi. Cộng bây giờ 13 này, cộng với cả 3. Ba, ôi trời. Cộng lại nào, đấy, hay ra 16 rồi, vẫn chuẩn đấy. 13 cộng 3 bằng 16 này. Mình thử tính một cái phép tính khó hơn đi. Phải nói rằng dùng iPhone 7 Plus với Win XP thì các bạn phải nhớ là dán màn hình cường lực vào nhá. Không là cẩn thận chọc vỡ cả màn hình ra, máy vẫn chưa lên đâu. Mình ấn 8. Nếu bạn nào mang 7 Plus vào phòng thi mà để tính thì thôi rồi. Tính bằng Win XP thì chắc là hết giờ rồi, bạn vẫn chưa tính xong phép tính đâu. Chia 9 này, mình ấn 9 này xem nó có ra số lẻ không. Lại không ra, điên. Đây rồi, đúng rồi, chuẩn rồi. Nó đã ra cho mình phép tính về số lẻ. Tuy rằng là Win XP chạy rất là chậm trên iPhone 7 Plus nhưng mà nó vẫn cho chúng ta cái độ chuẩn xác trong tính toán. Phần dưới này, chúng ta sẽ có những cái gì đây? Desktop này. Chúng ta có, đây là phần trình duyệt. Trình duyệt để xem có lên được không? Mình đây là lần đầu tiên mình thử mở trình duyệt ở trên chiếc 7 Plus Win XP này. Có lên được không? Nào nhanh lên nào, tăng speed lên một chút nhá. Đây rồi, vào thử giao diện web thế nào. Wow. Này không kết nối được. Ôi, đừng đùa chứ, vẫn đang bật wifi mà. Đây mình cho bạn xem nhé, vẫn đang có wifi đây nhá. Để xem mà nó có vào được Google không. Không kết nối được rồi. Không được. Vậy là Win XP của mình đã không thể kết nối với mạng. Mặc dù là mình vẫn đang bật wifi, chứng tỏ rằng nó không hề có liên kết gì đến wifi ở trên iPhone 7 Plus cả. Và shut down này. Tắt đi xem nó có tắt được không. Mình ấn ok. Nào. Ok. Có tắt được không?
khởi động được thì phải tắt được. Không có gì đây. À đúng rồi, đang tắt chương trình. Rất ngon, vẫn tắt được. Ok. Vậy là vừa rồi, mình vừa có một bài trải nghiệm Windows XP ở trên iPhone 7 Plus. Mặc dù là với một con chip cao cấp, đó chính là A10 Fusion, và với một dung RAM cực khủng, đó chính là 3GB RAM, nhưng iPhone 7 Plus vẫn có hiệu năng không hề tốt khi chạy Win XP. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Bạn và các bạn đã thử trải nghiệm Win XP trên iPhone chưa? Đừng quên để lại ý kiến ở phần comment video. Tới đây thì video của mình xin được dừng lại. Và nếu thấy hay thì đừng quên like, share cũng như subscribe channel. À quên, anh em nào mà muốn mình làm bài hướng dẫn cách cài Win XP ở trên iPhone 7 Plus thì cứ comment phần bên dưới nhá. Ngày mai mình sẽ thử làm một bài. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chậm quá, 7 Plus mà vẫn chậm như này.